Chào các bạn, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách tạo khung hiệu ứng xếp ngẫu nhiên trong Photoshop. Đầu tiên, nhân đôi lớp background với phím tắt Ctrl J, vào Filter, Blur, Gaussian Blur để làm mờ lớp này, chọn 10 pixel. Ok, nhấn Ctrl M để mở Curve, kéo phần Midtone xuống một chút để giảm ánh sáng của bức ảnh. Chọn công cụ Polygon, loại Shape, Fill màu trắng, Stroke chọn biểu tượng sau, nghĩa là không sử dụng đường viền, Size 6 cạnh, vẽ hình lục giác như sau. Nhấn vào biểu tượng FX, chọn Blending Option, giảm phần Fill Opacity xuống 0%. Trong mục Knockout, chọn Shallow, thêm hiệu ứng Stroke, Size 3 pixels. Ok. Dùng công cụ Move để di chuyển đến gần vị trí của người mẫu. Nhấn giữ Alt, chọn vào hình và kéo ra ngoài để nhân đôi nó lên. Sắp xếp các hình gần nhau để tạo ra khung ảnh bạn muốn. Chọn tất cả các lớp hình lục giác và nhấn vào biểu tượng sau để liên kết các hình nhỏ lại thành một. Bây giờ chúng ta có thể di chuyển tất cả hình cùng một lúc sao cho phù hợp với vị trí bạn muốn. Chúc các bạn thành công! Bên mình còn có nhiều thủ thuật, mẹo hay và tài nguyên về Photoshop. Các bạn có thể truy cập vào kênh YouTube bên mình nằm ở trong một hồ sơ. Cảm ơn các bạn!